Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em sẽ đem đến cho mọi người một cái video cực kỳ là thú vị. Và là cái sau trong cái video này thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một số cái cây tiểu cảnh mà cực kỳ hợp với những người mệnh thủy. Thì trước hết trong cái video này, cây đầu tiên mà em nhắc đến không thể thiếu đó chính là cái cây kim tiền. Đây mọi người thấy được nó không? Cây kim tiền hẳn là thế giới văn phòng hoặc là những người tín đồ phong thủy cực kỳ biết về cái loại cây này và được rất là nhiều người biết đến về cái loại cây này, cây kim tiền. Cây này đang ra mầm rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn mọi người, trồng trong những trọng sinh. Thì trước hết về trong phong thủy, cây kim tiền thì mang ý nghĩa cho sự giàu sang phú quý. Loại cây này còn được gọi là cái cây kim tiền phát tài, bởi lẽ đó người ta thường trồng cây kim tiền trong nhà, trong văn phòng, cực kỳ nhiều may mắn, giống như cái tên gọi của nó vậy. Thì nó có một cái thân hình thì to thì dưới giống như các bể chữ nước và nhỏ dần tới ngọn ấy. Thì kim tiền tập hợp các nhánh lá vươn thẳng, lây lá của nó vùng thẳng đứng lên với những chiếc lá nhặn bóng như thế này, vươn thẳng lên cao và hơi nhếch lên hai, và hai bên có hình dáng cây rất là cân đối. Lá của cây kim tiền này có rất là dày và xanh mướt, thì đẹp đúng không mọi người? Cây kim tiền cũng là lá của nó xanh, nhìn mướt bóng luôn, và cuống của nó ngắn này, bên trong cũng có chứa nhiều nước, chính bởi sở hữu lượng nước dồi dào nên là cây hay chịu được môi trường khô nóng, và cái loại cây này cực kỳ dễ chăm, tưới nước không cần tưới quá nhiều, cực kỳ dễ chăm và dễ sống. Đến độ tuổi trưởng thành thì cái cây kim tiền sẽ cho ra những bông hoa màu vàng nhạt, cụ thể là thời điểm giữa mùa hè cho đến đầu mùa thu. Tuy nhiên, thuốc có hoa nhỏ ở dễ bị tán trên mắt, những hoa kim tiền có xu hướng chuyển sang màu nâu đất trong một thời gian sau khi xuất hiện. Thì bên cạnh đó, cái tác dụng của cái cây này cũng rất là thú vị, về nó còn có, trước hết là nó có tác dụng lọc không khí này, khiến cho kim tiền được nhiều gia đình và cá nhân lựa chọn vì là cây lọc không khí rất là hiệu quả. Ý nghĩa phong thủy, cây kim tiền được biết tưởng đến sự phú quý, còn gọi được là cái cây phát tài. Chỉ cần đặt cây kim tiền trong nhà, nơi làm việc là người sở hữu cũng sẽ có được sự giàu sang, tiền tài sung túc, thịnh vượng. Nếu mà cây kim tiền nở hoa, đó còn là một dấu hiệu cho sự may mắn thành công sắp tới. Là vào ngày lễ Tết ấy, thì nhiều người sẽ trồng cột sợ chỉ đỏ nên cây nhằm mang ý nghĩa cho sự phát tài, phát lộc, thịnh vượng, may mắn, đồng thời tượng trưng cho một năm đầy thành công. Thì mọi người cũng thắc mắc đúng không, tại sao em lại nói cái cây này hợp với những người mệnh thủy? Thì hẳn đằng sau nó cũng có nhiều ý nghĩa đặc biệt, bởi vì cái cây này mọi người cũng biết sơ sơ qua là nó sẽ hợp với rất là nhiều mệnh. Thì vì một xanh mướt này sẽ hợp với cái mệnh mộc, và thân loại thân thảo và thẳng lên như thế này thì nó sẽ hợp với mệnh kim, và không thể thiếu đó chính là nó cũng rất là hợp với những người mệnh thủy. Cây kim tiền thì sẽ gợi ý đó cho bạn cái thắc mắc này, bởi vì kim tiền là một loài cây có vị chùm, thường mọc theo từng bụi, cành cây vươn cao, lá cây cân đối và có màu xanh đậm. Thì kim tiền cũng dễ chăm sóc, sinh sôi tốt ngay cả trong môi trường nhiều ánh sáng. Theo phong thủy thì những người mệnh thủy trồng cây kim tiền sẽ mang lại nhiều may mắn, tốt tài lộc, nên mang lại cho mọi người một cái cuộc sống rất là thịnh vượng. Chính vì bởi vì nó có cái nhiều ý nghĩa và nó hợp với nhiều người và nhiều mệnh như thế mà hiện tại nó đang rất là ưa chuộng tại shop em. Hiện tại shop em đã bán được cây này rất là nhiều, hầu như là được hỏi rất là nhiều về cái ý nghĩa của nó là thế. Nhưng mà cái cách chăm sóc của cái cây này cũng cực kỳ đơn giản thôi. Thì nó là một cái loại cây cũng khá là mọng nước về lá, nên là mọi người chỉ cần tưới nước cho cây đủ khoảng tầm 2 lần một tuần thôi. Chỉ cần 2 lần một tuần và để cho cây có đủ ánh sáng. Thì cây kim tiền thích ánh nắng, nhưng mà ánh nắng trực tiếp gay gắt kéo dài để cho cây cũng sẽ dễ bị nhéo, nên là mọi người chỉ cho cây phơi nắng vừa đủ để cây có thể hấp thụ được ánh sáng ăn tốt. Còn mọi người nên chú ý, cây kim tiền thì có chứa một lượng chất oxalat, đây là một chất tổng hợp gây tích tụ ở da hệ cảm. Thì
mọi người cây này nhá, cây này là để không ăn được nha, cây này làm chỉ để làm tiểu cảnh và trang trí thôi. Cái cây này nó rất là nhiều ý nghĩa đẹp như thế, nhưng mà mọi người cứ mua về trồng cực kỳ đẹp trong nhà luôn. Và cái cây thứ hai mà em giới thiệu và cũng không thể thiếu đối với những người mệnh thủy đó chính là cái cây cây lưỡi hổ Thái này, rất là đẹp mọi người ạ, nhỏ gọn xinh xắn, để trên bàn làm việc cực kỳ đẹp. Thì cái cây này em cũng sẽ gợi ý cho mọi người với những thắc mắc mà mọi người thường hỏi, thì nó sẽ có hợp với mệnh thủy hay không, thì nó có nha. Cây lưỡi hổ thì mọc vươn cao này, đầu lá nhọn thẳng lên trời, các mọi người thấy đó, lá của cây lưỡi hổ thẳng thẳng và tẽ ra về phía, tạo thành một cái cương vòm rất là đẹp, thể hiện cho sự ý chí vươn cao đối với những người mệnh thủy. Không chỉ vậy thì cây lưỡi hổ còn mở ra vận may cho người mệnh thủy, mang đến một cuộc sống thuận lợi hơn. Đặc biệt thì cây lưỡi hổ này còn có khả năng hấp thụ khí carbonic, giúp cho không gian sống và làm việc nên trong lành và thoáng đãng. Cây lưỡi hổ này cũng giống như cái cây kim tiền vừa rồi, nó cũng hầu như không phải tưới nước. Mọi người cái cây này nhá, ánh sáng cũng không cần nhiều, cái cây này thì chơi thường được rất là lâu và đặc biệt rất được ưa thích, cực kỳ được yêu thích nhiều. Bây giờ em thì còn duy nhất cây này đang chuẩn bị lại lấy từ vườn nhà em thêm, rất là nhiều khách yêu thích và mua. Thì đó là hai cây vừa giới thiệu về những người hợp mệnh thủy. Thì cái cây tiếp theo cũng không thể thiếu, đó chính là cái cây thủy tùng. Thủy tùng mọi người ơi, rồi rồi là đã ra cái mầm vươn cao như thế này rồi, rất là đẹp luôn, cao lắm mọi người ạ. Thì mọi người vừa nghe cái tên của nó là thủy tùng là mọi người cũng biết là nó hợp với người mệnh thủy đúng không ạ? Thì đúng là như thế, cây thủy tùng này cũng rất là hợp với những người mệnh thủy, nó được coi là một loại cây rất là được yêu thích và được nhiều người lựa chọn để trên bàn làm việc. Thủy tùng mọc thành bụi nhỏ và có tán lá màu xanh, nên mọi người để ý cái lá của nó rất là nhỏ và có một màu xanh rất là đậm. Giúp cho không gian của mọi người trở nên tươi mới hơn. Cây thủy tùng này thì thuộc hành thủy nên rất hợp với những người mệnh thủy và người mệnh kim, nên do thủy sinh kim, trồng thủy tùng thì sẽ giúp cho gia chủ xua được khí xấu này, mang lại một số bình an và may mắn tài lộc. Cái cây thủy tùng này thì khác với hai cái cây trên là cái cây này thì mọi người nên tưới nước nhiều hơn một chút, và cái cây này thì không nên để trong bóng tối quá lâu, để trong bóng tối quá lâu thì nó sẽ dễ bị cháy lá, nên mà mọi người cần lưu ý về cái cây này khi trồng nó. Cũng là một loại dễ chăm nhưng mà cũng không nên để trong bóng tối quá lâu, không thì cây sẽ dễ bị cháy lá, lá của nó sẽ bị vàng. Ngoài ba cái cây em vừa giới thiệu ra thì còn có rất nhiều các loài cây hợp với người mệnh thủy mà em chưa nói tới, mà đây đó chính là cái cây ngọc vân trắng này. Ngọc vân trắng này cực kỳ hợp với người mệnh thủy nha. Cái những người mệnh thủy thì mọi người có thể thay thêm cái chậu màu trắng hoặc là cái màu xanh dương, là rất là hợp với những người mệnh thủy trên bàn làm việc cực kỳ đẹp. Không chỉ có ngọc ngân mà cây cái cây lan ý trắng thì xanh tốt như thế này, cây này kết hợp với những loài vật thủy rất đẹp ạ. Ngoài những cái cây này thì mọi người có thể tham khảo thêm, đó chính là cái cây cỏ lan chi, hoặc là cái cây tùng la hán, hay là cái cây
cây vạn lộc đỏ đều là những cái loài cây có tính là mệnh thủy, và một số loại khác như là mệnh hỏa, mệnh kim, thì những cái cây này hầu hết là nó sẽ hợp với nhiều mệnh, thường có giới quan phòng và những người sau giới quan thì cực kỳ yêu thích. Rất là đẹp. Thì kết thúc clip này thì em đã giới thiệu cho mọi người về cái một số cây hợp với những người mệnh thủy. Thì nếu mà mọi người thích thì hãy để lại địa chỉ hoặc là gọi điện trực tiếp, và em sẽ để địa chỉ ở trên góc trái màn hình như thế này. Và nếu mà mọi người mua theo combo như thế này thì nó sẽ rẻ hơn. Mà ngoài ra ấy, thì mua theo combo này bên em còn tặng thêm cho mọi người một số cái quà tặng đặc biệt, như là có thể khắc tên free lên chậu này, tặng thêm bút này, còn là khắc tên laser, thì được rất là nhiều ưu đãi. Thì mọi người thích thì hãy liên hệ ngay tại shop em nha. Bye bye mọi người.